Anh Lợi biết đến dịch vụ chữa yếu sinh lý, làm tăng kích thước cậu nhỏ qua mạng xã hội. Anh đã để lại số điện thoại trên fanpage. Sau khi được nhân viên tư vấn, anh quyết định từ Tuyên Quang tìm đến địa chỉ 109 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Mới đầu, nhân viên tư vấn gói nhỏ chỉ 2 triệu đồng. Thấy anh đồng ý ngay, thì liền quay sang tư vấn gói hơn 30 triệu. Thực ra thì tôi cũng là người miền núi. Cũng qua cái mạng Facebook, tôi biết được cái cơ sở là chữa tăng sai kéo dài thời gian sinh lý. Nhưng mà đầu tiên là bảo có 1.990.000 thôi. Nhưng mà xuống thì để cho nhân viên ở cái cơ sở đó là lại tư vấn cho tôi sang cái gói là 33 triệu, là nó đầy đủ hết các loại điều trị chỉ một lần thôi, bảo hành 20 năm. Tôi tin vào cái đó xong là tôi làm. Nhân viên tư vấn khẳng định chỉ cần làm một buổi sẽ tăng kích thước cậu nhỏ từ 6 đến 8 cm, kéo dài thời gian quan hệ lên tới 20 phút, cam kết đảm bảo cậu nhỏ trong vòng 20 năm. Chưa hết, còn tặng gói bọc răng xứ Nhật. Những cam kết miệng đánh trúng tâm lý anh Lợi đang gặp vấn đề về sinh lý. Anh liền móc túi đóng hết 33 triệu đồng. Thế nhưng, thay vì đi làm dịch vụ nam khoa, thì nhân viên đã đưa anh đi làm răng xứ. Đến khi 16 chiếc răng của nạn nhân bị mài nhọn, nhân viên mới báo không phù hợp với răng xứ Nhật, lắp vào 1 tháng sẽ hỏng. Muốn bền, phải sử dụng gói bọc răng khác trị giá 80 triệu đồng. Lên làm răng, bác sĩ nhà khoa là làm hỏng hết răng của tôi. Đây xuống này làm bác sĩ nhà khoa lắp răng giả vào để đợi xuống mới trị liệu cho tôi, thì làm được có 2 lần trị liệu đấy là xong. Và xong là lại bảo tôi lên trên tầng trên, tầng 3 là làm răng tiếp. Nhưng mà lên đấy thì nhân viên tư vấn với lại bác sĩ làm răng tư vấn cho tôi là làm cái gói là răng của Đức, chứ không phải là hàng khuyến mãi là không làm được, bởi vì là khuyến mãi thì làm răng của tôi nó đang viêm không làm được. Nếu thiếu tiền sẽ được hỗ trợ làm thủ tục trả góp luôn tại chỗ. Khi tài chính của tôi không đủ nên là khi là bắt đầu nhân viên họ bảo là xuống làm trả góp ngân hàng, lãi không lãi suất. Bức xúc khi phát hiện bị lừa, điều trị yếu sinh lý chuyển sang bọc răng sứ giá cao, anh Lợi quay lại để phản ánh. Thế nhưng chỉ nhận được những lời giải thích như hài từ nhân viên. Nhìn bề ngoài không phát hiện răng viêm hay không, phải mài từng chiếc răng mới biết. Phải khám cho anh ngay từ đầu, nó bị viêm thì thôi đừng có mài nữa. Em hỏi anh nhé, cái mà không lắp được cái đấy nữa thì phải tư vấn cho anh là răng như thế nào đấy thì xong anh làm. Anh có hiểu về nha khoa không? Thứ nhất nhé, khi kiểm tra răng không thể nhìn bề ngoài mà biết được là có viêm hay là sâu hay là có bị ảnh hưởng gì lợn hay không. Thì khi mình làm việc ấy, khi mình nhám qua mình test và mình cũng như là đặt cái chỉ nha khoa xuống thì mới biết là anh có viêm hay không, thì người ta mới biết được. Chứ còn thể cả anh chụp X quang nó cũng không ra viêm, em nói thẳng luôn. Nhân viên tiếp tục quay sang đổ lỗi cho nạn nhân là đã tư vấn rõ, nếu không có điều kiện thì dùng răng sứ Nhật. Thế nhưng, ngược đời ở chỗ, mài 16 cái răng xong mới báo, không hợp, chỉ dùng trong vòng 1 tháng là hỏng cả hàm răng. Còn muốn bền, phải lắp răng sứ hơn 80 triệu đồng, chẳng khác gì ép khách làm răng giá cắt cổ. Nhưng mà em bảo anh là, em nói với anh là lắp răng Nhật chỉ được 1 tháng thôi, nó sẽ hỏng cái hàm răng của anh. Anh ơi, thứ nhất em đưa cho anh cái lời khuyên, cái răng Nhật có người có thể là lắp được 1 tháng thôi, bắt đầu nó răng nó yếu dần đi rồi, có thể là 1 năm, có thể là lâu hơn. Còn thanh niên này từ Nghệ An ra Hà Nội để điều trị yếu sinh lý, sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội cũng chiêu bài bộ gói điều trị sinh lý được tặng miễn phí bộ răng sứ, thế rồi cũng bị dụ dỗ để ra mài răng, giờ phải đeo răng tạm. Ban đầu bảo em là đến làm thì có một đời tôi trả góp mà là tận 35 triệu. Rồi làm các thứ thì là làm tự nhiên lại được miễn phí làm một khối răng. Đây tự nhiên làm em đang em như này. Qua những câu chuyện trên có thể thấy, lợi dụng nhu cầu của quý ông gặp vấn đề về sinh lý, luôn có tâm lý xấu hổ, ngại chia sẻ với người thân, bạn bè. Nhiều người âm thầm tìm tới cơ sở quảng cáo trên mạng xã hội, trong khi không nắm được thông tin về giấy phép chuyên môn.
hệ quả bị dụ dỗ sang dịch vụ khác, vừa mất tiền lại không khỏi được bệnh.